Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì chào nhẹ nhàng một chút. Hôm nay là buổi tối mà anh em Tất Thắng đã đến Huế rồi. Đấy, và các bác biết rằng anh em Thắng đang ở trong một cái khách sạn rất là lộng lẫy và đẹp. Đấy, tối nay anh em Thắng sẽ nghỉ ngơi tại Huế. Và ngay bên cạnh nhà tôi thì anh em Thắng có đặt một mâm cơm. Đấy, và bạn Tú bạn nói rằng với Thắng rằng là đến Huế là phải ăn những cái món ăn đặc sản đúng không? Và có rất nhiều những cái món ăn đặc sản, và đồn thổi rằng là cái nhà hàng này thậm chí là nếu không đặt trước còn không có chỗ mà ngồi. Đúng rồi. Đấy, rất là đông khách, khách đông nghịt luôn. Đấy. Và trong cái chương trình này thì Thắng đến đây và ở Huế sẽ là chỉ duy nhất buổi tối thôi, tại vì hôm trước là Thắng có một lần đi vào thì là đi qua Huế và rất tiếc là không có ngủ được. Và chỉ ăn cơm buổi trưa thôi nhỉ, đúng nhỉ? Hôm đấy là mình ăn cơm ở cái đèo gì nhỉ, phải không nhỉ? Mình ăn cơm ở trước đèo Hải Vân. Trước đèo Hải Vân. Và hôm nay thì Thắng được trở lại Huế và được thăm cố đô Huế, phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Đến hơi muộn một chút, anh em tắm rửa xong xuôi thì mới bắt đầu xuống sảnh đi ăn tối. Và ở đây thì các bác biết rằng là ngoài cái việc những cái món ăn đặc sản về cung đình rồi là các thứ ra đặc biệt ra thì còn có một nơi gọi là hát ở trên nhã sông nhạc. Nhã nhạc à? Bây giờ mình phải tranh thủ đi ăn kịp giờ đi. Không biết là mình có kịp giờ đi thuyền không? Thuyền không biết là mấy giờ nó đóng cửa? Chắc là hình như là chuyến cuối tầm 9 giờ, hơn 9 giờ đấy. Hơn 9 giờ là mình. Thế thì anh em nhã nhạc đấy, rất là hay. Nhã nhạc cung đình. Anh em Thắng ở đây sáng mai chạy sớm về Hà Tĩnh rồi. Đấy, đi nhờ mời anh em đi. Đấy và cái nhã nhạc cung đình Huế, lần trước Thắng cũng có vào Huế rồi nhưng mà chưa được ở tại cái Huế mà để đi trực tiếp lên thuyền. Đấy, nhưng lần này thì Thắng sẽ cố gắng và để nào mà trải nghiệm và tham quan được tất cả những cái cảnh đẹp tại Huế rồi là những cái mà đặc biệt nhất ở Huế nha các bác nhé. Đấy, bây giờ thì mời các bác cùng với Thắng sang cái khu vực này là đặc sản này. Đấy, cái nhà hàng thì ngay bên cạnh khách sạn đấy luôn. Đây là cái này nó gọi là nhà khách thôi. Nhà khách, nhưng mà giá cả rất hợp lý các bác. Giá cả ở đây thì nó rất là phù hợp cho những anh em đến đây có thể ăn. Và đặc biệt là ở Huế rất khó có chỗ đậu xe. Đấy, và anh em Thắng thì được đậu xe, các bác thấy đậu xe đây. Và được ngay bên cạnh bên này là anh em Tất Thắng còn có thể là sang được cả bên nhà hàng. Đó, được ăn bên nhà hàng rồi là được các thứ trong cái nhà hàng này. Đó. Đây các bác nhìn thấy ở trong này nó rất là đông nhá. Ôi giời, đông thế. Máy lia về trước mình như người anh. Đó, đấy. Các bác thấy chưa? Rồi này mình hỏi bạn đặt mà. Hả? Mình hỏi bạn đặt mà. Đông lắm. Đông lắm. Không biết là có chung hồi không. Ở thì đây bàn đây là phải đặt trước vì đông lắm. Rất là đông. Đây, đó, khách anh em ở chợ ngoài ấy. Ăn uống rồi là ấy là phải đặt trước hết. Không còn chỗ ngồi luôn. Đây là Tú đặt từ lúc 3 giờ chiều. Đặt trưng những món Huế đấy. Đặt để đây, mình phải ăn cơm cho. Đây là nhà hàng này thì mình muốn ăn cơm liêu. Không còn một chỗ nào trống nữa. Căng đét luôn. Ở đây họ trang trí theo cái lối như kiểu là kiến trúc Pháp cũ ấy, cái nhà hàng. Nhà này là từ thời Pháp ấy. Đây à? Đấy. Nhân viên đây rất là gần gũi, bảo tắt nhạc cái là tắt luôn. Ok, mời anh em ở bên này em. Đông thế nhỉ? Rồi rồi, cảm ơn em. Không còn chỗ ngồi nữa luôn. Có đủ chỗ ngồi không? 6 người đấy. Hả? 6 người là đây đấy. Đủ quá. Đây, anh Gia Lan ngồi bên này. Rồi, bên này đông nghịt luôn. Cơm đây như kiểu là cơm niêu ấy nhỉ? Cơm, các loại cơm đặc trưng những món Huế đó. Đặc trưng á? Đúng rồi, những món gì ngon của Huế là gì có. Xe đạp không biết được.
Đây là đồ cổ. Ôi cái dép này. Cái dép cổ này. Đẩy cái bàn này luôn vào trong. Ô, bọn anh gọi đồ rồi mà. Chưa. Bây giờ chỉ đặt bàn thôi à? Ừ, đặt bàn thôi, đến thì người ta mới nấu. Mà nấu nhanh lắm. Cho ông Tú chọn đi, ông Tú biết ở đây các món. Em ơi, các tư món vấn cho Huế. Anh đặc trưng của Huế đi. Vâng. Thịt, em nói chậm rồi. Dạ, lúc đấy em sẽ có món và trộn tôm thịt. Và trộn tôm thịt, dạ, ok. Một món. Dạ. Dạ, ngoài ra thì mình sẽ có thịt luộc chấm mắm tôm với giá. Thịt luộc chấm mắm tôm à? Dạ, thịt luộc chấm mắm tôm. Không chấm mắm tôm mà chấm mắm tôm chua đúng không? Dạ, mắm tôm chua đấy ạ. À. Cá dìa hấp mùng tơi có không? Dạ, có. Cho cá dìa hấp mùng tơi. Dạ, nhưng họ đó đang ở đặc trưng của Huế đấy ạ. Dạ. Bên em sẽ có món cánh thì có cánh hoa chuối nấu với mì. Canh hoa chuối nấu gì? Canh hoa chuối nấu với chia. Chia. Con chia à? Dạ. Chia. Thì ăn thử đi. Dạ rồi. Như vậy là mình sẽ gọi một bà trộn một thịt luộc. Thịt luộc khả năng là thịt luộc thôi vì trưa nay ăn rồi. Cá gì hấp mùng tơi. Cá gì hấp mùng tơi. Còn cái gì nữa? Các món từ cá đi. Canh hoa chuối nấu chia. Các món từ cá đi. Tư vấn cho mình các món từ cá. Dạ rồi, đó là mình đã có món cá gì hấp mùng tơi rồi này. Bây giờ mình có món cá kho tộ không ạ? Có cá gì kho tộ đặc trưng Huế. Bên em có cá bớp kho tộ. Cá bớp, cũng bỏ cá bớp với cá khác cá đi. Bóng à? Dạ, đó là sẽ có cá bóng hoặc cá lóc. Hay là cá đục kho sơ mít đi. Dạ, cá đục kho sơ mít à? Dạ. Nghe lạ thế nhỉ? Đấy, bên còn món gì nữa đặc biệt của Huế. Nhà hàng em ấy, mới cả đặc trưng ấy, em cứ thoải mái đi, Sasuke không giới hạn. Dạ. Không phải nghĩ. Anh đến Huế là anh cứ phải thưởng thức hết. Ngoài ra thì bên em sẽ có món quân đậu xả thịt này là đặc trưng của quân đậu xả thịt à? Dạ. Ok. Dạ. Được, cho luôn. Hến súp bánh tráng không ạ? À? Hến, đúng rồi. Hến súp bánh tráng. Món đông hành nhá. Đông hành nhá, các món tất cả các món đông hành. Đúng rồi. Hành ở đấy là hành tây hay là hành đông lá? Bất cứ một loại hành. Dạ. Trừ hành hạ. Có món gì ngon nữa nào? Heo quay à? Cái gì đặc trưng của Huế nữa đi? Gà rô ti này có phải không? Cái món gà thì là gà có gà xẻ bóp kiểu Huế. Gà xẻ bóp thì còn được. Gà xẻ. Rau thì có rau gì? Nhưng mà đông gà xẻ bóp sẽ có hành nên tất cả là nó sẽ được ngon nên nó mới xẻ được các món. Ngó sen. Bây giờ còn rau gì em? Gà rau thì em sẽ có cái kia xin lơ, rau củ, rau lang. Rau lang xào tỏi. Dạ rồi, lang xào tỏi. Rau gì nữa? Mình ăn rau tập tàng luôn. Rau tập tàng nấu canh. Dạ, mình có cánh hoa chuối nấu canh. Rồi. Bây giờ coi. Bông nhân tôm kho đánh. Cho rau luộc tổng hợp nữa là ok. Dạ, rau tổng hợp thì ăn với là tôm kho đánh. Rồi, ok, tôm. Với cả cơm thì cho bốn cơm trắng đây là cơm liêu. Dạ, bên em là cơm liêu ạ. Cơm liêu. Cho 4 chõ thôi. Dạ, 4 miếng cơm. À, 5 chõ. 5 chõ. Dạ, mình không ăn cơm. Dạ, rồi, mình uống nước gì ạ? Nước thì là có nước gì? Dạ, cho một ca trà đá khổng lồ. Một ca trà đá khổng lồ. Nước ép. Là tới. Trà đá. Trà đá. Dạ, bếp và cái loại nước ép. Cho một ca trà đá. Dạ, rồi. To. Đây, loại 39.000 này. Không, cái là trà đào rồi. À, trà đào à? Cái trà gì? Trà đào. Trà đào cũng được. Trà đào là tặng công lý. Ok. Trà đào. À, trà đào là cái có ca không ngoài nào? Trà đá là mình có cá. À, thế trà đá đấy. Trà đá đấy. Dạ. Thế nào em xin phép nhắc lại món á. Nhà mình sẽ gọi một bà tôm, một cá gì hấp không tới, một cánh hoa chuối nấu với chia, một cá nước kho sơ mít, một hến súp bánh tráng, một cuốn đậu xả thịt, một cá lăng xào tỏi, một cá tập tăng, luộc tôm kho đánh. Có gọi thêm cái gì không? Đúng. Được rồi đấy. Có gì đặc sản ở Huế nữa nào? Còn gì đặc sản của con em? Về nem nhé, cái con nem gì? Có nem rán. Không, nem này không ăn cái gì đây? Dạ, cái đi con đầu xả thịt chín đã gọi rồi. À, thế được rồi đấy. Dạ. Thế được rồi. Thôi. Được rồi. Cứ tạm thời vậy nhá. Năm ô cơm nữa chưa ghi. Năm ô cơm em có ghi đây đâu. Cảm ơn hả? Ok. Ủa, không rồi. Không sao đâu nhỉ, sứt tí thôi. Bát này. Bát cổ đây. Bát ở đấy nhà hàng đông không? Đúng như kiểu phim trường ấy. Bát đây.
Bát này hợp với uống rượu hơn nhỉ? Đô nhỉ? Bát này 2-3 khô. Bát này bẩn ra. Đúa bằng dừa này. Kiểu đúa bằng dừa này. Bát gì thế này? Không biết là đũa dừa hay không, đốt đũa dừa đấy. Đũa này á? Đũa dừa. Đũa này là đũa dừa. Đũa dừa à? Đẹp lắm. Các món thì xúc bên trạng á. Đây à? Dạ. Đây, bẻ ra này xúc. Ra đến từ bà tôn sẽ như vậy. Ừ. Món này món gì? Món gì? Dạ, cái đấy là bà tôn xúc, bà tôn tôm bà thịt. Trộn tôm thịt, quả bà ấy. Dạ, cái đấy là ruột thịt mắm dưa ca. Cái đấy là nhà hàng tăng đến như ăn kem với cơm. Tặng luôn à? Dạ, tặng đến như ăn tặng kem với cà với mắm. Nó hơi ít. Dạ, vì công bố bên em thương là sẽ 3 chén. Nhớ tối đi lương khách đóng lên thành ra là con 2 chén. Còn mỗi 2 chén. Hết rồi, tặng 2 chén rồi. Dạ. Thế còn món này? Dạ, món này là cá nục xó sơ mít. Sơ mít đây à? Dạ, sơ mít khô phải phơi lên ạ. Dạ. Thế còn đây cái đó là cánh hoa chuối nấu với chia. Chìa, chìa nó là con chìa đấy đúng không? Thiếu, đây, 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 đây. Đấy, hoa, hoa chuối à? Dạ, hoa chuối này, chuối rừng này. Dạ, hoa chuối nha. Dạ. Dạ, em trồng được à? Dạ. Cảm ơn em nhá. Dạ, đời, với cả nhà mình nhung nó biến. Cảm ơn em. Dạ, thôi mời cả nhà nhá. Dòng của con gái Huế nó có khác. Làm miếng hến xúc bánh tráng như thế này. Mình hến xúc như này. Thế nào, cái nào? Ăn như này à? Không, cái này là bể bánh tráng ra, mình xúc như cái này là sơ mít nhá. Mời các anh nhá. Nhưng mà bánh tráng cho mỗi cái nhỉ? Nếu mời các bác nhá. Còn họ đây. Đây tí nữa mình có thể trộn mà cơm ăn rất là ngon. Thử xem. Đây. Rồi. Wow. Đây. Món này ăn được này. Sơ mít. Wow. Cái này là hến à? Ngon ngon. Đấy. Món ăn là hết sức là dân dã. Hợp đây giờ làm không? Hả? Mình thử mà, thử món này đi. Anh yên tâm mà em điều ớt ra rồi. Tí nữa có ớt ăn luôn. Đây là quả vả. Đấy, ớt rồi á. Đấy, tí nữa cơm. Thôi, à đây các món luôn kìa. Đây là bình dương nhập đây. Đây là món vả. Đây là ông cơm của em này, anh không ăn cơm. Làm thử phát vả, à quên, làm thử miệng món vả xem sao. Ngon. Ngon. Được đấy, ăn cơm đây. Làm miếng sơ mít đi. Đấy, sơ mít đây. Đấy, sơ mít đấy. Sơ mít kho cá. Ăn dài như mít luôn. Sơ mít thì kiểu dài như mít mất mít khô á. À mình còn cá rìa hấp mùng tơi. Đúng rồi. Sơ mít ăn dai dai ngọt ngọt. Món này ăn tốn cơm lắm mà. Đúng rồi, ăn vào cơm á. Được cơm á. Anh già già hôm nay vẫn tự ăn ớt nhá. Cá này ngon đấy. Quá hết bổ này. Đây. Đây phải gần anh rau để anh. Bên dưới là gì? À, nước rau luôn. Đây là cái gì đấy? Bầu chân tôm có đắn à? Hả? Bầu chân tôm có đắn à? Bầu tôm à? À, cái này để chấm với rau. Ừ. Bầu tôm. Ba chục đây. Ba chục à? Vâng. Ví. Dạ. Trên Facebook bà lên thế à? À, mà tuyệt vời quá bà chủ, cảm ơn bà chủ nhé. Vâng. Vâng. Ơ chị là chủ ở nhà hàng đấy à? Em đến đây quay rồi Phạm Dũng từ đến đây quay mấy lần đấy. Vâng vâng. Nhà hàng của chị đông đấy, ngon. Vâng, tuyệt vời. Rất là hợp lý. Vâng. Mai xem nhé chị nhé. Bảo cả nhân viên follow hết nhé chị nhá. Nguyễn Tất Trắng nha chị nhá.
Ngon. Là mất canh rồi. Thử canh. Canh đấy là canh bi chuối. Ngon lắm anh ạ. Hoa chuối á. Có bằng là con ấy mà. Không được đấy, nhận nhận dị ứng nhá. Không, không sao đâu. Đúng con hết mà. Đấy nào. Đấy là cảnh báo. Con chè. Rau lang xào tỏi. Đây là con chè. Con nghe miếng. Cái canh cho nó ấy. Dễ hút. Dễ đẹp đấy không? Không thể chẳng thấy cho. Mới. Có lắm, cái này nó ngọt. Cái này nó ăn cái vị nó thanh nhẹ nhàng, không có dầu mỡ. Vâng. Cái này hoặc là cũng ít dầu mỡ. Ừ, ăn thế. Mùa hè mình ăn món này mát. Ừ. Búc bát canh ấm búc. Đây ngay cả là cái con hến này. Mình thích thì mình xúc vào cơm. Mình ăn này ở Huế là có món là cơm hến, là người ta cũng trộn vào trong bát như này ăn, mà nó khác hơn là người ta có những cái tóp mỡ này rồi có thêm một số những cái rau người ta trộn vào ăn cùng, trộn vào ăn cũng rất là ngon. Món này của họ ngon đấy. Ừ, công nhận là cơm ăn với hến ngon, đỉnh cao luôn. Cái món gì cũng ngon. Ừ. Anh trước này em cho thề hến vào ăn kẹp với cơm. Ok anh xin, chú cứ rồi này, anh nhận hết. Làm thử. Anh ở sao ạ? Cái này họ xào với rau răm. Đấy, ăn thêm, ngon lắm. Đây cà đây, miếng ăn nữa, ăn mạnh vào. Chỉ một tia hến mà gần hết bát cơm rồi. Ngon đúng không anh? Anh có hợp với hến không? Ăn được không? Được, ngon. Họ đây họ đỉnh cao ấy. Săn cái thịt. Cái sườn mít có độ dai ấy. Từ hôm đấy đến giờ mình ăn cá kho nhà này ngon nhất. Giờ mình đánh giá. Cái này là mình chấm rau đây à? Vâng. Đấy, chấm đấy. Nhìn lạ nhỉ? Thế mà mình ăn ở nhà hàng này rồi mình không biết là chấm rau bằng kiểu này. Món quả vải này ngon nhỉ? Cái này là thịt gà, nó mình còn có món thịt gà xé mà. Đúng không? Hình như không, có cá rìa đó. Gà xé mà. Ở đây à? Xé thuốc gì đó. Hay không gọi thế nhỉ? Đây, cá rìa hấp mùng tơi. Cá rìa con này à? Đấy, hấp mùng tơi. Hấp mùng tơi ăn thử xem cái vị nó có khác với cá rìa mà ngoại khi anh em mình ăn theo kiểu nấu canh chua các thứ. Đây là cá rìa, là cá mùng tơi. Thử xem nào, có ra gì không? Nó có lạ không? Ừ, ngon đấy, như cá rìa luôn. Làm cái rau mùng tơi vào nữa. Ui, rau mùng tơi ăn ngọt lịm luôn. Nó thơm thơm béo béo á. Ừ, nó bùi bùi. Nó do có mùng tơi vào. Ăn lên. Mình ăn là thanh nhẹ. Bye.
mấy em nhân viên ở nhà hàng nói rằng là gần giờ đã đóng cửa rồi, nhưng mà tí nữa anh em Thắng vẫn ra để xem mình có cái thuyền nào có thể thuê đi dạo sông Hương được không, nếu mà không nghe được nhạc. Mọi lần thì mình toàn đi chuyến sớm, 7 giờ, 8 giờ là muộn nhất, chứ còn chưa đi chuyến muộn hơn, mình không nhớ. Có thử tí canh này nào, ra gì không? Nước ngọt à? Nó hơi cay cay. Cay á? Cay hợp với anh già làng. Huế là nổi tiếng ăn cay mà anh nhỉ? Cá gì hấp đấy cũng phải có tí ớt. Không ạ, cá kho ngon. Đỉnh. À vừa gọi món đậu hũ à? Đây. Đây gọi là đậu hũ chả cả. Đậu cái gì á? Đậu hũ chả. À, nghe nghe cũng chưa được rõ. Đậu với chả. Không phải chấm đâu. Đậu hũ à? Không. Đậu phụ à, ấy mới xả. Nhà hàng này họ 9 giờ là họ sẽ nhìn nhận khách. Chứng tỏ là cái lượng khách của họ anh đông. Cái này ngon hơn. Thơm nhỉ. Cá chi à? Cá gì à? Còn món gì đâu, hết rồi đúng không? Hết rồi. Anh em Tất Thắng đã ăn cơm xong và bây giờ sẽ di chuyển ra bến thuyền. Đấy, các bác nhìn thấy ở bến thuyền đây, đông dã man luôn. Mua vé ở trong này à? Đi luôn. Sáu người. Đi xem Hoa Đen, Hoa Đăng hay đi vào sông Hương? Không, đi xem hát chứ. Xem hát chứ. Có 7 cô ca hát, có Hoa Đen, Hoa Đăng. Dạ, 6 người 1.8 triệu. 1.8 triệu à? 1.8 triệu. Sao mọi khi tưởng vé có 150.000? Dạ, 150.000 là mình đi chung, còn bây giờ là 1.8 triệu. Bây giờ đi chung mà. 1.8 triệu này là mình đi riêng một tàu. Không, đi ghép chứ đi ghép đoàn thôi, đi tàu đông thôi. Chứ ai đi bao thế có phải đại gia đâu mà đi. 6 vé 900 à? Dạ. Bắn. Bây giờ đi riêng một tàu có gì trẻ đẹp khác hay nữa. Mình dân lành mạnh. Đi riêng. 6 người là 900 ạ? Dạ, con mà đi riêng là 1.8 triệu. Đây là gấp đôi. Có quét mã không chị? Ở đấy tôi tiền mặt thôi. Không có tiền mặt. Bắn kinh được á? Chuyển khoản. Thì là 4.0 rồi. Chuyển khoản. Bọn em đi là không có mang theo tiền mặt bao nhiêu mấy khi đi du lịch mà. Bây giờ đi mua quả trứng vịt lộn còn có banh kinh. Không đi bao à? Hết hạn giao dịch, chết chợ rồi. Đâu chị ơi? Quét lại. Vì anh quay đâu mà quẹt không rõ rồi. Đừng có quay cái mặt anh bố. Bao tiền nhỉ? 900 nhỉ? Dạ. Rồi, lên tàu. Hà Thị Tí đây đúng không? Dạ, cuối tuần đấy mình đi là dịch cuối tuần mà đúng đang mùa du lịch. Cho nên mình mới được đi muộn, chắc là nếu mà ngày thường ít chắc là về sớm. Dạ không, mà cái nay hàng đến. Mà mùa là đến mấy giờ? Mấy giờ mình nghỉ? Tại 10 giờ. 10 giờ là hàng là chuyến cuối đấy. Dạ. Bây giờ mình đi là 40 phút đến 1 tiếng nhỉ? Sang chưa? Tiền mới nhá. 40 phút à? Đâu đi nào nhỉ? Thuyền nào nhỉ? Có 40 phút à? Bốn rồi anh. 40 phút. Anh ngồi đây nha, hồi anh buồn ngủ đấy là. Bây giờ Thắng sẽ lên thuyền. Ghép thuyền là bao nhiêu người chị? Ghép thuyền là bao nhiêu người? Chắc xuống hút. Hả? Đây một thuyền này đây à? Mọi khi đậu đông lắm hôm nay chứng tỏ. Đi hết rồi. Bình thường thuyền ở đây đông đúng không?
cô gái thuyền thuyền nào nhỉ em nhỉ, thuyền hai con rồng này à? Đâu đâu dạ, thuyền đang ngoài sống vào đây. Bây giờ mới đang vào á? Cái thuyền này này đi luôn đi. Không dạ không, thuyền đi ra thuyền khác hả? Dạ thuyền đi ra thuyền khác. Ui dồi ôi, con gái đầy xinh thế. Ai xinh hết, tuyệt nào xinh hết. Đẹp, đẹp nhờ. Thế là ở đây là họ trên đấy hát ấy à? Dạ ngồi đây đời. Bao không bản quyền. Mới ngồi ngồi đây à? Dạ mới ngồi đây đời thuyền đang bao. Đứng có được không? Dạ được. Bè bố. Bè bố. Đây các bác thấy thuyền đây. Nhìn cảnh này là Thắng lại nhớ đến Trung Thu ở quê Tất Thắng. Trung Thu ở Tuyên Quang. Vé có đâu? Vừa lại có ai đưa đâu? Vé? Bắn tiền mới luôn cho rồi mà. Ừ. Chưa đưa đâu. Chị nào dắt rồi anh ra. Thế thuyền này không đi luôn được à? Dạ, thuyền này là thuyền người ta bảo. Đâu mình ghép là bao nhiêu người ngồi em? Ghép là bao nhiêu người ngồi? Em dừng xuống. Đưa lên à? Thế thuyền này tối đa được bao nhiêu người? Tí nữa hình như là hơn 20 người. Dạ. Không 1893. Hai không 24. Đây. Bên kia. Anh ơi, thuyền này này chạy luôn à? Ăn mua phải chỗ nào? Sang cái kia xe phải không? Cái kia mới vào kìa. Thế cái bạn dẫn mình đâu? Rất luộm thuộm nhỉ. Vẫn chưa tìm được cái thuyền nào lên. Cái kia là bao nhiêu? Cái tên là số bao nhiêu? 20... Đây. Không, số này không phải. Thuyền mà. Địa chỉ thuyền đây. Không, đây là số thứ tự mua vé. Em ơi, bây giờ cho anh hỏi cái số thuyền ở đây tìm ở đâu ạ? Giúp anh cái. Đã có là gì? Hả? Ở đâu ấy? Anh lên cút được không rồi? Cứ lên thuyền này đi. 36 mình như nói là 36 được mà. Mình nói 36. Đúng rồi. Nói là 36. Lên. 6 người. Ngồi đâu anh? Nhưng mà có chỗ ngồi không ấy chứ. Họ cứ nhận quá tải ấy. Thôi anh ơi, nghỉ cổng đi. Thôi chị đảo thôi. Ai thì đảo đấy đấy. Thôi đấy. Vào. Người này tí ghé này thôi cô. Vào thôi, đi. Đây à, hơi đông các bạn. Đây các bạn đứng bên giờ xem này. Đang gia cố thêm ghế. Không biết là giới hạn đây là bao nhiêu người một thuyền này. Đúng rồi.
Ai về núi rừng sông thương gặp cô gái người người thương về người thương về bác thương người thương nhang đi nồng nói tạo nhai nồng là bài thơ điều lý tin tang với nhang đề là người thương miêu tả mười đẹp địa thương của người con gái Huế nhiều khi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoa đăng à? Hát ngơ luôn à? Đi ra 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 đi nếu mà ước thành hiện thực thì nhiều lắm rồi. Chắc là sẽ có ai may mắn thì sẽ có. Điều trước là giấc mơ, không bao giờ phải chân thật. Duy nhất giấc mơ chỉ có buồn đái thì mới làm được. Tức là con mơ đi đái là y rằng đái được. Không cháy nổi ấy. Cái nào đó mới lại thành được cái chứ. Làm lại được. Đây mày chào nhỏ á. Để các cháu nhỏ mà rơi xuống kìa. Đồ đấy. Đất. Ước à, ước à. Đây là mọi người, đây chấm chấm. Thả cái này là ước à chị. Đây. Cái này. Đây, ba lấy ba thả mà. Đây anh Sư ơi, làm cái đi, ước đi. Ước rằng là mình lái xe taxi dù. Nào. Đấy, ba lấy đi. Ra thả tiền nào. Đợi một tí đã, con đã xếp hàng. Taxi dù gần cù xuống nước. Đấy. Thắng của anh Sư là sẽ thả tiền. Đây, chúng thả đen này. Từ từ nhá, từ từ nhá. Mà nhá, cho trẻ mà vào đây. Cho trẻ mà vào đây, không tí là xòe xuống đó. Cái đó, em mở ra đi. Tổ đi vô. Wow. Xong rồi thả cá nữa à? Dạ, cả anh cầu chú câu mua cả thả phóng sinh. Mua thả phóng sinh à? Dạ. Chỗ này bao tiền một đấy này, chậu này. Một chậu bao nhiêu tiền có ơi? Em chậu 50 ngàn. Rồi, em đi lên. Cái này lấy đen mà thả ngay. Chấm lên mọi người, chấm chấm mọi người. Nào ơi, để anh Sư thả nào. Em đi xuống. Ước đi anh Sư ơi. Vâng, đưa ra. Đây. Cháy, ước kia. Em đây, cho nó vào đây. Cái ước cho không thái thật. Anh Sự được đấy, ra. Đây cho con thả trước.
Rồi, thả đi. À, em bé thả nốt đi. À, cẩn thận ngã xuống. Rồi. Giờ đến lượt mình thả. Ước cho bà con không còn ai còn thằng nghèo nữa. Ai cũng có miếng ăn. Đây, thả luôn cá. 50.000 một chậu này à? Ui. Đâu, còn nữa không? Hết. Đây gấu ấy. Dạ 7 chậu. 7 chậu à? Dạ. 350 à? Dạ. Ok. Đấy, gấu bỏ vào đi con. Rồi, cùng buồn lại bánh nhá. Được rồi, vào đi anh ơi. Đẹp thế nhỉ? Hoa đẹp không? Hả? Đấy. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, kết thúc thả cá và thả đèn hoa đăng. Anh em lên thuyền về. Wow. Từ người lại lúc còn chưa đi mà chú ý nó tổ như mà đăng. Cẩn thận nha. Trẻ con từ từ thôi. Mà rồi nha. Trẻ con đi sau ấy. Từ. Chờ ta xuống đã. Xuống một đường, về một đường phải không nhở? Bây giờ lấy xe kiểu gì? Hả? Đi một đường, về một đường đấy. Ờ. Thuyền mình vào là thuyền cuối cùng rồi đấy. Hả? Vẫn còn cái nữa à? Vào rồi, đang vào hết rồi. Hôm nay là ngày mà quá là đông luôn. Anh em Thắng à, một ngày trải nghiệm tại Huế. Đâu một buổi tối thôi. Một ngày trên đường. Cho bắt cái tay anh Thắng. À dạ vâng, em chào anh. Tất Thắng. Vâng. Thế à? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vâng, em nay đến đây nghỉ một tối đây. Dạ vâng. Một ngày trải nghiệm tại Huế. Và bây giờ thì xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác nha.